Tưng bừng khai trương, ngập tràn khuyến mại, quầy thuốc Tuấn Ngoan xin kính chào quý khách. Địa chỉ: số nhà 477, đường Hàn Thuyên, thôn Giàng, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Quầy thuốc Tuấn Ngoan đạt tiêu chuẩn GPP, chuyên bán buôn bán lẻ các loại thuốc thành phẩm, thực phẩm chức năng nội ngoại nhập, dụng cụ y tế, dược mỹ phẩm với phương châm uy tín, chất lượng, hiệu quả, thuốc tốt, giá tốt cho mọi nhà. Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ vì sức khỏe cộng đồng. Đến với quầy thuốc Tuấn Ngoan, quý khách hàng sẽ được chúng tôi tư vấn đúng thuốc, đúng giá, đúng liều, đúng chất lượng. Tất cả thuốc được quầy thuốc bán ra đảm bảo đúng chất lượng, đủ số lượng, xuất xứ rõ ràng, giúp quý khách hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Tưng bừng khuyến mại nhân dịp khai trương, mừng khai trương quầy thuốc Tuấn Ngoan, triển khai chương trình khuyến mại cực sốc, tư vấn sử dụng thuốc miễn phí, đo huyết áp miễn phí. Khách hàng mua hàng sẽ được nhận một phần quà, mua hàng là có quà. Rất nhiều quà tặng và ưu đãi hấp dẫn đang chờ đón quý khách. Thời gian áp dụng từ ngày 19 tháng 7 đến hết ngày 22 tháng 7 năm 2023. Xin chân thành cảm ơn, xin kính chúc quý khách sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Xin trân trọng kính mời. Tưng bừng khai trương, ngập tràn khuyến mại, quầy thuốc Tuấn Ngoan xin kính chào quý khách. Địa chỉ: số nhà 477, đường Hàn Thuyên, thôn Giàng, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Quầy thuốc Tuấn Ngoan đạt tiêu chuẩn GPP, chuyên bán buôn bán lẻ các loại thuốc thành phẩm, thực phẩm chức năng nội ngoại nhập, dụng cụ y tế, dược mỹ phẩm với phương châm uy tín, chất lượng, hiệu quả, thuốc tốt, giá tốt cho mọi nhà. Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ vì sức khỏe cộng đồng. Đến với quầy thuốc Tuấn Ngoan, quý khách hàng sẽ được chúng tôi tư vấn đúng thuốc, đúng giá, đúng liều, đúng chất lượng. Tất cả thuốc được quầy thuốc bán ra đảm bảo đúng chất lượng, đủ số lượng, xuất xứ rõ ràng, giúp quý khách hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Tưng bừng khuyến mại nhân dịp khai trương, mừng khai trương quầy thuốc Tuấn Ngoan, triển khai chương trình khuyến mại cực sốc, tư vấn sử dụng thuốc miễn phí, đo huyết áp miễn phí. Khách hàng mua hàng sẽ được nhận một phần quà, mua hàng là có quà. Rất nhiều quà tặng và ưu đãi hấp dẫn đang chờ đón quý khách. Thời gian áp dụng từ ngày 19 tháng 7 đến hết ngày 22 tháng 7 năm 2023. Xin chân thành cảm ơn, xin kính chúc quý khách sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Xin trân trọng kính mời. Tưng bừng khai trương, ngập tràn khuyến mại, quầy thuốc Tuấn Ngoan xin kính chào quý khách. Địa chỉ: số nhà 477, đường Hàn Thuyên, thôn Giàng, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Quầy thuốc Tuấn Ngoan đạt tiêu chuẩn GPP, chuyên bán buôn bán lẻ các loại thuốc thành phẩm, thực phẩm chức năng nội ngoại nhập, dụng cụ y tế, dược mỹ phẩm với phương châm uy tín, chất lượng, hiệu quả, thuốc tốt, giá tốt cho mọi nhà. Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ vì sức khỏe cộng đồng. Đến với quầy thuốc Tuấn Ngoan, quý khách hàng sẽ được chúng tôi tư vấn đúng thuốc, đúng giá, đúng liều, đúng chất lượng. Tất cả thuốc được quầy thuốc bán ra đảm bảo đúng chất lượng, đủ số lượng, xuất xứ rõ ràng, giúp quý khách hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Tưng bừng khuyến mại nhân dịp khai trương, mừng khai trương quầy thuốc Tuấn Ngoan, triển khai chương trình khuyến mại cực sốc, tư vấn sử dụng thuốc miễn phí, đo huyết áp miễn phí. Khách hàng mua hàng sẽ được nhận một phần quà, mua hàng là có quà. Rất nhiều quà tặng và ưu đãi hấp dẫn đang chờ đón quý khách. Thời gian áp dụng từ ngày 19 tháng 7 đến hết ngày 22 tháng 7 năm 2023. Xin chân thành cảm ơn, xin kính chúc quý khách sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Xin trân trọng kính mời.